Mỗi vùng miền có một đặc sản khác nhau, với mỗi cách ăn khác nhau. Nếu là khách quý ghé chơi thì thấy là lạ muốn khám phá. Còn là người con xa quê thì đó là một niềm tự hào rằng quê tôi có đặc sản này, ngon lắm đó. Bởi lẽ sẽ chẳng ai cảm nhận được trọn vẹn hương vị thơm ngon từ những món ăn quê nhà bằng chính những người con ở vùng quê ấy. Dẫu hương vị có hơi chan chát, có đổi mặn mà, thì đó cũng là khẩu vị, là những miền ký ức mà món ăn quê nhà mang lại và không thể tìm thấy được ở một nơi nào khác trên thế giới rộng lớn này. Hãy cùng Thiên Đường Ẩm Thực khởi đầu chuyến hành trình khám phá món ngon quê nhà tại khu vực miền Bắc, nơi in đậm cốt cách nền văn hóa lâu đời. Vì lẽ đó mà từ món ăn đến cái mặt của người miền Bắc đều được sàng lọc và trở thành chuẩn mực không dễ gì thay đổi. Đầu tiên, lúc nào cũng vậy, một món ăn khai vị nhẹ nhàng, chua chua sẽ giúp bao tử dễ dàng tiếp nhận được những món chính, phải không nào? Nói đến hoa chuối, người ta đã cảm nhận ngay cái thân quen, gần gũi mà mộc mạc, thứ quà của làng quê núi rừng Tây Bắc. Cách làm nộm hoa chuối cũng khá đơn giản, nhưng cần sự tỉ mỉ, chu đáo. Hoa chuối chọn lấy bẹ non, thái thật mỏng, để không bị thâm. Sau khi thái thì ngâm luôn vào chậu nước có pha chút giấm. Những sợi hoa chuối ánh sắc tím ngâm mình trong nước cong tròn. Với món này, bác Thọ sẽ kết hợp với gân bò, vừa giúp tăng hương vị mà không sợ bị ngán. Cũng như các món nộm khác, nộm hoa chuối cần có vị chua của chanh, chút ngọt của đường, hơi cay cay của ớt, bùi bùi của đậu phộng rang, thơm thơm của mè, và tất nhiên không thể thiếu kinh giới, húng, mùi tàu. Các loại rau thơm sẽ làm cho món nộm có thêm màu xanh bắt mắt, cạnh màu tím của hoa chuối, màu trắng của thịt, loáng thoáng màu đỏ tươi của ớt. Hoa chuối chan chát, gân bò giòn sật, hoa cùng ngũ vị của bao nhiêu là nguyên liệu, tất cả gắn quyện như một bản nhạc đa âm sắc. Thưởng thức một lần lại thầm thèm muốn ăn nữa.